Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, bản tin về cố bức hại phát luân công tại Trung Quốc Đại Lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức hai học viên phát luân công chịu án tù phi pháp 10 năm đã gặp có vấn đề về sức khỏe và tin tức người đàn ông Lưu Ninh qua đời sau 10 tháng kể từ lần bị bắt giữ gần nhất chỉ vì tu luyện phát luân công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai học viên phát luân công chịu án tù phi pháp 10 năm đã gặp có vấn đề về sức khỏe bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Gần đây, Trang Minh Huệ xác nhận hai cư dân Bắc Kinh vốn đều phải thụ án tù 10 năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công đã gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở nhà tù nữ Bắc Kinh. Bà Quách Kim Hương bị suy sụp tinh thần và bà Khánh Tú Anh xuất hiện những triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Dù vậy, vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời điểm họ bắt đầu gặp vấn đề sức khỏe và tình trạng hiện tại của họ. Theo một người trong cuộc, gần đây chính quyền đã chuyển tất cả các học viên Pháp Luân Công từ nhà tù nữ Bắc Kinh tới nhà tù Liễu Lâm. Nhà tù này thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh, nhưng đặt tại thị trấn Trà Điến, tân khu Tân Hải, Thiên Tân. Nguyên nhân của vụ việc hiện chưa xác định rõ. Tra tấn tàn bạo các học viên phát luân công tại nhà tù nữ Bắc Kinh. Các lính canh tại nhà tù nữ Bắc Kinh thường tra tấn các học viên phát luân công bằng cách cấm họ ngủ, không cho họ sử dụng nhà vệ sinh hay bắt họ phải chịu các hình thức ngược đãi thể chất khác. Ngoài việc ngược đãi thể chất, lính canh còn cáo buộc các học viên bị tâm thần và bắt họ tham gia các lớp đấu tranh nơi mà các tù nhân khác tấn công họ bằng lời nói chỉ vì đức tin của họ. Đôi khi lính canh sắp xếp để các tù nhân tiến hành các buổi nói chuyện, hòng bôi nhọ các học viên và xúi giục những người khác thù ghét họ. Khi các học viên cự tuyệt từ bỏ tu luyện Phong luân công, các lính canh cũng không cho các tù nhân cùng phòng giam với họ được tắm hay ngủ. Điều này rất hiệu quả trong việc khiến các tù nhân ghét các học viên, cô lập họ và gia tăng áp lực tinh thần lên họ. Gần đây, bà Trương Thục Hương, một cư dân Bắc Kinh, 73 tuổi, vốn đang phải chịu án tù phi pháp 3 năm đã bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng và huyết áp cao do bị tra tấn trong tù lấy cớ rằng giúp bà kiểm soát lượng đường trong máu tù nhân được chỉ định giám sát bà đã cho bà ăn rất ít và không cho bà uống nước bà trương nhanh chóng trở nên tiểu tụy và mất kiểm soát bà bắt đầu bị suy tạng và cận kề cái chết xe cấp cứu đưa bà về nhà vào ngày 3 tháng 4 năm 2019 bà nằm liệt giường kể từ đó và qua đời một năm sau vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 bà Khánh Tú Anh từng bị bức hại nghiêm trọng đây không phải lần đầu tiên bà Khánh bị nhắm đến vì đức tin của mình Trước đó, bà bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2009 và bị kết án 2 năm rưỡi trong trại lao động cứng bức nữ Bắc Kinh. Bà bị biệt giam, bị cấm ngủ và cũng không được sử dụng nhà vệ sinh. Do bị tra tấn, bà trở nên tiểu tụy và mắc chứng rối loạn tâm thần. May mắn thay, bà đã dần dần hồi phục khi tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công sau khi được trả tự do. Bà Khánh bị bắt giữ lần nữa vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Bà bị tòa án quận Thông Châu xét xử vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 và bị kết án 10 năm tù cùng 100.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 28 tháng 1 năm 2017, đúng vào Tết Nguyên đán, chồng bà Khánh, ông Dương Văn Quang, từng phải cắt cụt chân phải do bị thương trong khi làm việc ở một mỏ than, đã qua đời trong đau khổ khi chỉ có một mình tại nhà. Tin tức thứ hai, người đàn ông Liêu Ninh qua đời sau 10 tháng kể từ lần bị bắt giữ gần nhất chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị ép tiêm cái gọi là vaccine COVID-19 và bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng hai ngày sau đó. Sau khi bị sốt và ho dai dẳng trong 10 tháng, ông Điền Hiểu Phi đã qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, khi đó ông 65 tuổi. Ông Điền bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999 cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu máy vi tính cùng điện thoại di động của ông. Cảnh sát đội mũ trùm đầu màu đen lên đầu ông và đưa ông đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Bất chấp đe dọa của cảnh sát, ông từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ông hỏi cảnh sát, tôi cố gắng hết mình để trở thành người tốt theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Cảnh sát chẳng phải là bảo vệ người tốt và bắt giữ những người xấu sao. Tại sao các anh lại bức hại tôi? Cảnh sát trả lời, chúng tôi bảo vệ kẻ xấu và bắt người tốt. Cảnh sát nhốt ông Điền trong một chiếc lồng kim loại, trong đó ông không thể đứng dậy hoặc duỗi chân. Cảnh sát liên tục thẩm vấn và đe dọa ông, nhưng ông không thỏa hiệp. Một viên cảnh sát trần đe dọa ông, kể cả tôi phải bỏ tiền túi, tôi cũng sẽ hối lộ để đưa ông vào trại tạm giam địa phương và kết án ông thêm 10 năm nữa. Cảnh sát đưa ông điền tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ giữ ông và ép ông tiêm một mũi tiêm mà họ tuyên bố là vaccine COVID-19. Khi ông Điền không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe, cảnh sát đã cố ép buộc bác sĩ làm giả kết quả kiểm tra sức khỏe của ông. Bác sĩ từ chối làm theo và sau đó trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận ông. Ông Điền được đưa về nhà vào tối ngày 15 tháng 7 năm 2022. Ông không thể ăn được gì, còn phải chịu đựng cơn sốt và ho dai dẳng. Ông cũng bị sụt cân trầm trọng. Ông đã qua đời trong vòng chưa đầy 10 tháng sau khi về nhà. Bản án 10 năm trước, ông Điền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1998. Ông nhanh chóng từ bỏ nhiều thói xấu và trở nên quan tâm đến người khác. Tu luyện được 8 tháng, tình trạng lưu thông máu não kém khiến ông bị đau đầu dữ dội đã hoàn toàn biến mất. Bệnh dạ dày và thận của ông cùng các bệnh khác cũng không cánh mà bay. Ngày 26 tháng 12 năm 2000, ông Điền tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp luân công, ông bị bắt giữ và bị tra tấn trong trại tạm giam Mật Vân nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Ông Điền đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2002 và bị bí mật kết án 10 năm tù. Ông bị giam giữ trong nhà tù số 1 tỉnh Liêu Ninh, cũng được gọi là nhà tù Hoa Tử và nhà tù Nam Quan Lĩnh. Trong nhà tù, ông bị tra tấn đến thập tử nhất sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc Đại Lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.